chào các bạn và các cháu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sô-cô-la. Bây giờ ta bắt đầu tháng dầu dừa. Hôm nay mình mua một bịch nước dừa ở ngoài chợ là 30.000. Mình về bây giờ mình bắt đầu tháng dầu dừa. Ta bật bếp lên. Các bạn và các cháu thân mến nha, bây giờ mình thắng dầu dừa, mình để lửa nhỏ thôi, mình để đừng có lại lửa to nó cháy đó. Đây là chảo dầu dừa mình mới mua hồi sáng mình mua về mình bỏ tủ lạnh. Đây là bịch nước dừa 30.000. Các bạn và các cháu chú ý nha, mình thắng dầu dừa mình phải quậy như này đó, mình cạo lên không thôi nó cháy. Mình để lửa nhỏ thôi và mình phải cạo lên như vậy. Dầu dừa mình mua ngoài chợ thì ăn nó rất là hôi, không ăn được nên cô phải mua về cô làm. Bây giờ thì dầu dừa của ta đã chảy nước rồi, các bạn là các cháu ạ, ta lấy một cái rây, ta gạn qua như vậy. Mà các cháu nhớ là lấy cái rây bằng thiết nha, đừng lấy rây bằng nhựa, đây bằng nhựa nó sẽ chảy. Đây là dầu dừa của mình đã thắng xong rồi các bạn và các cháu ạ, ta bắt đầu tắt bếp. Ta lấy cái rây bằng nhựa, nhưng mà cái lỗ này là lỗ bằng thiết. Ta đổ qua chỗ này là đó, ta đừng có đổ chỗ nhựa nó chảy. Hôm bữa cô ra ngoài cô mua dừa ngoài chợ nó hôi quá cô không ăn được. Cô phải mua dừa về cô thắng. Bây giờ thì mình thắng dầu dừa xong rồi các bạn và các cháu ạ. Các bạn và các cháu thân mến nha, bây giờ đây là nồi nước. Cô đã đun sôi rồi, ta thả cái nồi vào đây. Ta bắt đầu đổ vô đây 45g cacao. 45g cacao đổ vào đây. Đường 65g đường, 35g sữa bột. Cô nói lộn. 45g cacao, 35g sữa bột và 65g đường. Và dầu dừa 55g. Bây giờ ta bắt đầu cân dầu dừa. Dầu dừa nha các bạn và các cháu. Và một ống vani. Bắt đầu dùng cái vá quậy nó lên. Và các cháu ơi, bây giờ cái nồi sô cô la của ta nó vẫn còn khô lắm, ta phải đổ thêm 10g dầu dừa nữa. Ta đổ thêm 10g dầu dừa nữa. Ta đổ thêm 10g dầu dừa nữa. Cái nó còn khô lắm, không có thể nào mà ấy được, tại vì lâu ngày quá rồi cô không có nấu cho nên cô không có nhớ nữa. Các bạn và các cháu để ý nha.
cái nồi cacao của ta nó phải như vậy, nó phải dịp, nó phải sệt sệt như vậy. Cô quay một mình cho nên là nó khó quá đó, tại vì cô tự quay một mình ấy, cho nên là nó hơi khó quay một tí xíu. Các cháu để ý nhé, cái cacao của mình nó phải dẻo dẻo như vậy nè. Đây, cacao của mình nó phải dẻo như vậy đó, nó phải dẻo như vậy. Hồi nãy là nó khô quá, cô mới đổ thêm 10 gram dầu dừa nữa. Và các bạn và các cháu nhớ nha, dầu dừa là mình phải mua về mình thắng nha. Đừng mua ngoài chợ là nó làm cái dừa hư á, ăn không được. Hôm qua, hôm kia cô mua về cô làm ăn không được. Đó, các bạn và các cháu nhớ nha, đây nè, cacao của ta nó phải dẻo như vậy nè đó. Đó, nó phải đặc như vậy nè, thì mình mới làm được. Ta tiếp tục để cho nó nóng một xíu nữa rồi ta bắt đầu đổ vô khuôn. Tại vì cô quay một mình cho nên là rất khó quay. Đây là một cái khuôn cô mua ở ngoài Biên Hòa, Rosa. Các cháu nhớ mà mua khuôn này là mua ở Biên Hòa, Rosa nhé. Còn các chỗ khác thì các cháu mua ở mấy tiệm bánh lớn mới có, chứ còn mấy cái tiệm nhỏ nhỏ không có đâu. Còn cacao thì ta mua ở ngoài chợ, mấy hàng tạp hóa hàng nào cũng có hết. Đường thì phải mua đường bột, đường bột mua ở Rosa, Biên Hòa. Nếu mà mình không mua được đường bột thì mình về mình xay, chứ còn nếu mà đường hột nó không có tan đâu các cháu ạ. Hay là các cháu có thể mua đường ở trong siêu thị. Đó, cacao là nó phải đặc đặc như vậy nè. Cacao là bắt buộc phải có dầu dừa nghe các cháu và các bạn, tại vì dầu dừa nó mới đông cacao lại được. Hay là các cháu có thể mua bơ để làm kem, kem bánh kem đó, mà bơ mà loại bơ sọc tân ninh á, bơ mà nó không có tan chảy á thì mới làm cacao được. Bây giờ ta bắt đầu đổ vào khuôn. Ta có thể mua một cái đồ làm bánh kem á, nhưng mà hôm nay cô quên mất rồi. Bánh kem cái mình bỏ cái bịch mình nặng. Và các cháu nhớ nha, mình làm xong mình phải gõ như vậy này đó, mình phải gõ như vậy. Gõ về để cho cái cacao nó không có bị nó bị bọng ở trong này này đó, gõ như vậy.
tao có thể gõ như vậy. Gõ như vậy nè các bạn và các cháu ạ. Rồi giờ mình dùng một miếng gạt mình gạt. Cô thì cô bị thất lạc cái gạt đâu rồi, ta lấy một cái này ta gạt cũng được nè. Đó, ta gạt cho nó bằng. Cái miếng gạt của cô nó bị thất lạc rồi, nên cô làm đỡ cái này. Bây giờ cô lấy cái giấy cô lau lại cho nó sạch. Bây giờ ta bắt đầu bỏ vào tủ lạnh khoảng nửa tiếng đồng hồ các bạn và các cháu ạ. Bạn và các cháu này, bây giờ sô cô la của mình đã đông đặc rồi, mình bỏ tủ lạnh được nửa tiếng đã đông đặc rồi, ta bắt đầu lấy ra. Ta có thể dùng một con dao ta gạt những cái này này đó, ta gạt như vậy, gạt nhẹ thôi. Tại vì cô quên mất cái miếng gạt rồi, cho nên cô làm con dao. Đó, ta gạt như vậy. Rồi bắt đầu ta lấy sô cô la ra, ta ụp xuống. Ta ấn như vậy nè các cháu nè. Đó. Rất là dễ. Mà các cháu nhớ là phải lấy cái khuôn, phải để khuôn khô nha, đừng lấy khuôn ướt nha. Cái sô cô la này ta bỏ quản ở trong tủ lạnh, ở ngăn mát thôi, không cần kinh đông, ngăn mát thôi. Mình có thể mua giấy bạc á, mình về mình gói lại. Đó. Vậy là ta đã hoàn thành. Các bạn và các cháu nhớ nha, sô cô la này mua ở ngoài hàng tạp hóa. Và đường thì phải mua đường bột ở ngoài siêu thị, hay là nếu mà không có đường bột thì về mình xay ra, mình có thể lên Biên Hòa, ở trên Biên Hòa mình mua cacao, đường bột, sữa bột và dầu dừa thì mình tự thắng lấy, chứ mình đừng có mua. Nếu mà các bạn mà mua, các cháu mà mua dầu dừa ngoài chợ rất là hôi, hay là các cháu có thể mua không có dầu dừa thì các cháu có thể thay thế bằng kem để đánh, mình là bánh kem á, mà cái loại kem màu trắng á, mà gọi là kem sọt, chứ không được kem sọt á thì nó mới không tan được. Đó, các cháu nhìn này đó. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn và các cháu.